Xin chào các bạn, mình là Gió. Sau lưng mình chính là thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và chào mừng các bạn đến với hành trình của mình ngày hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Tôi đặt chân đến Bình Định vào lúc 6 giờ sáng. Vừa bước xuống xe, tôi chán ngợp trước dãy núi hùng vĩ như bức tường thành khổng lồ ôm lấy mảnh đất này. Hai bên đường, thiên nhiên như phô bày hết vẻ đẹp tráng lệ của mình. Một bên là núi non sừng sững, một bên là biển xanh mênh mông. Trên đường đến tháp Bánh Ít, tôi ghé vào một quán ăn ven đường và gọi một tô phở bò. Điều đặc biệt khiến tôi nhớ mãi là chén nước mắm đi kèm. Dù chỉ là một chén nước mắm nhỏ bé, nhưng hương vị của nó lại đậm đà một cách kỳ lạ. Kế bên là hủ tương ớt nhà làm màu đỏ đậm, cay cay nhưng thơm nức mũi. Hòa quyện tất cả lại, tôi có cho mình một tô phở bò đậm đà hương vị miền Trung. Ăn xong tô phở, tôi lại tiếp tục hành trình đến tháp Bánh Ít, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại đây. Đang đứng ở tháp Bánh Ít hay còn gọi là tháp Bạc, nằm ở tỉnh Bình Định. Lên trên này thì khi các bạn lên tháp chính á, là đỉnh của ngọn đồi luôn á, thì các bạn có thể đứng nhìn xung quanh hết tất cả dưới đồng bằng luôn, đẹp lắm các bạn. Xa xa thì thấy núi nè, thấy đồng lúa nè, mà thời điểm mình đi đây thì lúa chưa vàng rực, nhưng mà đẹp lắm các bạn, nên đến một lần. Giá vé vào cổng nó cũng rất là rẻ, nó cũng không có mắc. Và cái địa điểm tháp Bánh Ít này so với lại cách trung tâm thì nó cũng không xa lắm đâu các bạn. Mình thấy một điểm rất là hay mà du lịch Bình Định đang làm rất là hay, đó là từ dưới chân đồi khi mà lên tới đỉnh tháp thì dọc đường đi đều có những cái loa phát nhạc á, và phát những cái bài hát của người chăm ba hay sao á, nghe rất là hay. Và ở dưới chân đồi thì các bạn sẽ có những cái mã QR, các bạn quét trên đó thì các bạn sẽ nghe được những cái lịch sử hình thành của tháp. Mình sẽ để những cái QR đó cho các bạn, nếu ai muốn coi thì có thể lấy điện thoại quét cái QR trên video của mình để các bạn hiểu hơn về lịch sử hình thành của tháp nhé. Tháp Bánh Ít là một di tích lịch sử văn hóa Chăm Pa độc đáo, bao gồm 4 ngọn tháp được xây dựng từ cuối thế kỷ 11 và đầu thế kỷ 12. Mỗi ngọn tháp mang một chức năng riêng biệt, tạo nên một quần thể kiến trúc đa dạng và đầy ấn tượng. Đi từ ngoài vào trong, ta sẽ bắt gặp lần lượt từ tháp cổng cho tới tháp bia, đền thờ chính và cuối cùng là tháp hỏa. Với kiến trúc độc đáo cùng giá trị lịch sử văn hóa to lớn, tháp Bánh Ít là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc Chăm Pa mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của vương quốc Chăm Pa cổ đại. Và nếu như các bạn có dịp đến Bình Định thì các bạn có thể ghé đây tham quan. Đặc biệt khi các bạn vô trong tháp thì ở trong tháp chính thì mình vô mình thấy rất là nhiều dơi các bạn. Dơi trên nóc tháp rất là nhiều dơi trên đó. Đây cũng là một trong những kiến trúc độc đáo ở Bình Định. Và hầu hết ở cái tỉnh miền Trung thì hầu như theo nhìn biết thì đều có những cái tháp như thế này. Có một điều mà mình khi tới đây, một điều rất là đáng buồn, đó là các bạn tới đây tham quan thì các bạn đến thì các bạn đi, các bạn đừng để lại bất cứ điều gì
Mình thấy đây các bạn, nhiều bạn á, không hiểu các bạn nghĩ sao, các bạn có thể lấy bút xóa rồi lấy gạch các bạn viết tên mình lên, viết những cái gì đó nhiều lắm luôn á. Hầu như tháp nào mình đi vô mình cũng thấy á, biết là các bạn có thấy đẹp hay không, chứ mình thấy là về lâu về dài á, khi các bạn ai cũng viết như vậy thì sẽ phá đi cái kiến trúc độc đáo và cái nét đẹp đơn sơ của tháp ấy. Nên là nếu các bạn đến thì các bạn tốt nhất là đến như nào thì đi để y nguyên vẹn như vậy, đừng có thêm bất cứ cái tác phẩm nghệ thuật nào của các bạn ở lại nha. Đây có bạn này, không biết hai bạn này còn yêu nhau hay không, nhưng mà thấy đến lâu lắm rồi, từ 2014 tới giờ nè. Tháp Bích Ních thì cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây, các bạn có thể đi xe máy ra đây khoảng cỡ nửa tiếng là tới, từ trung tâm thành phố đi ra tới Tháp Bích Ních nè. Giờ thì cùng mình đi tham quan những điểm tiếp theo của Bình Định nha. Địa điểm tiếp theo mình ghé chính là chùa Ông Núi ở xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Mình đang đứng ở Linh Phong Thiền Tự, hay còn gọi là chùa Ông Núi các bạn. Từ ở dưới đất các bạn đi lên tới đỉnh là tổng cộng có 600 bậc thang. Thời điểm mà tốt nhất thì các bạn đi, một là sáng sớm, tầm khoảng 6 giờ, 6 rưỡi các bạn có thể đi lên, hoặc là buổi chiều. Hiện tại giờ mình đang đi buổi chiều, là tầm 4 giờ chiều là mình đi lên. Mình đi lên được nửa đường các bạn, thì còn nửa đường nữa, còn khoảng 300 bước nữa. Đi lên trên đó mình sẽ quay cho các bạn coi toàn cảnh luôn, đẹp lắm. À mà ví dụ như bạn nào mà đi bộ không được á, thì có xe ôm sẽ chở các bạn lên đỉnh núi luôn nha, không cần phải đi bộ đâu. Nếu mà các bạn có đủ sức khỏe, mình nghĩ các bạn nên đi bộ các bạn. Bởi vì đi bộ từ dưới đó lên đây thì sẽ có những cái chỗ để dừng chân nghỉ ngơi. Mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà mỗi lần bước lên một tầng mới thì các bạn sẽ thấy được là phía dưới nó đẹp lắm các bạn. Nó đẹp khủng khiếp lắm kìa. Lúc đầu các bạn chỉ thấy đeo biển đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ thấy cánh đồng gió lên bậc nữa. Lên tới này thì các bạn có thể thấy bên đây là đồng lúa nè. Xa xa đằng kia là cánh đồng gió nè. Phía dưới là biển nè. Mà eo biển nó uốn quanh thành hình vòng cung á, đẹp lắm. Nếu mà nhìn qua lăng kính của máy ảnh á, thì mình nghĩ là mình không thể nào diễn tả hết được nét đẹp của nó. Nhưng nếu các bạn đặt chân tới đây, các bạn sẽ cảm nhận được là nó đẹp tuyệt vời các bạn. Các bạn thấy không, xa xa kia là có cánh đồng gió nè, bên đây là nguyên một đồng lúa luôn, xanh bạc ngàn luôn. Phía dưới đó là eo biển nè, đấy phía sau mình nè, đấy nguyên một cái eo biển, các bạn thấy không, còng xách ba lô lên và đi chứ nha. Bình Định đẹp lắm các bạn. Đây là một những điểm mà mình quyết định là khi mình tới Bình Định mình sẽ ghé thăm. Đây là một điểm cực kỳ đẹp của Bình Định luôn. Còn một điểm là biển Kỳ Co của Bình Định, nhưng mà do chuyến này mình đi hơi gấp, không được nhiều ngày lắm, nên là chắc dịp sau mình sẽ ghé đó. Ở đó thì một điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định rồi, khỏi cần phải bàn gì nữa. Trăm bậc thang là tổng số bậc thang mà cả lên cả xuống luôn các bạn. Và mình nói thật các bạn là nó xứng đáng vô cùng, và thậm chí nó có gấp đôi số bậc thang đó thì mình cũng sẽ trèo lên đây. Bước lên đây nó đẹp mê hồn các bạn, đẹp đến mức mà mình không thể nào diễn tả được luôn ấy. Hồi nãy giờ mình dùng nửa tiếng hồ để chỉ là chụp hình lại tất cả những bức ảnh mà mình có thể nhìn thấy được, những cái mà mình có thể dùng tầm mắt của mình quan sát được. Mình ước gì mình có thể ở đây thêm một ngày nữa để mình có thể quay lại tất cả những cảnh đẹp này. Đẹp lắm luôn các bạn. Các bạn nếu như có cơ hội các bạn đến Bình Định thì mình khuyên thật lòng các bạn nên ghé đây để tham quan nha.
đẹp lắm. Một lần thôi, một lần trong đời thôi, bạn đến đây bạn sẽ mê Bình Định cực kỳ. Không chỉ là cảnh quan, không chỉ là con người, phong cảnh, đồ ăn, thức uống. Bây giờ mình sẽ đi xuống và mình sẽ đi thật nhanh để nếu như kịp thời gian mình có thể đi thưởng thức một vài món ăn đặc sản của Bình Định nữa. Ví dụ như là món ché trộn nè, món bánh xèo tôm nhảy và bánh đít lá gai. Đấy, mình có nghe mọi người nói về những món ăn đó. Mong rằng là mình có thể kịp thời gian để đi thưởng thức và có thể review cho các bạn xem những cái món ăn ấy nó có những đặc điểm gì nổi bật nhé. Đi thôi. À nhưng mà đi lên mệt thôi chứ đi xuống khỏe lắm các bạn. Nãy giờ mình đi cũng nửa đường à, khỏe lắm, không mệt đâu. Nên là cố gắng đi bộ đi. Tổng thời gian mà mình cả đi lên trên đó tham quan, chụp ảnh, quay phim cái kiểu, và thời gian đi xuống luôn là khoảng 1 tiếng rưỡi các bạn. Giờ là 5:30 và mình còn vài bước chân nữa là tới dưới đất. Quán bánh bèo bà C nổi tiếng với hương vị thơm ngon và giá cả bình dân. Đây cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của người dân địa phương. Nếu bạn muốn thử tất cả các loại bánh trong quán, hãy gọi một dĩa thập cẩm với giá chỉ 15k như mình, bao gồm tất cả các loại bánh. Bánh bèo chén là một trong những đặc sản của Bình Định mà bạn không thể nào bỏ qua khi đến đây. Và giờ thì cùng mình thưởng thức dĩa bánh thập cẩm thôi nào. Sáng hôm sau, tôi quyết định thưởng thức món cháo lòng bánh hỏi, một trong những đặc sản không thể nào bỏ qua khi đến Bình Định. Tô cháo nóng, quyện cùng bánh hỏi miền Trung thêm vào vài cọng rau thơm, tạo nên hương vị hài hòa, khiến bản thân tôi say mê từ cái lần đầu tiên thưởng thức. Không khó bắt gặp các quán cháo lòng bánh hỏi khi đến đây. Và giờ thì cùng mình thưởng thức món cháo lòng bánh hỏi Bình Định nha. Mà về tới miền Trung, thứ mà tôi thấy nhiều nhất đó là bánh chán nướng các bạn ạ. À. Đi đâu ăn gì cũng có món bánh tráng nướng hết. Có thể ăn kèm được với cháo, có thể ăn kèm được với bún, phở, tất cả các món luôn ấy. Mấy bạn hãy cho mình một like, một subscribe cho kênh Hành Trình Của Gió nhé. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.